Animo TV và các anh em ở trên YouTube đang xem lại video. Chúng ta cùng quay trở lại với Five Nights at Freddy phiên bản Security Break. Chúng ta sẽ vào vai một cậu bé đang lẩn trốn ở bên trong một cái khu trò chơi. Thực ra không phải là khu trò chơi mà tôi thấy nó giống như kiểu một cái khu hội chợ thì đúng hơn. Và ở đấy có những cái con thú máy nó biểu diễn ca nhạc. Thế thì cái nhóm thú máy này thì nó có những cái con thú bị đào thải và nó trở thành những cái con thú chuyên môn đi săn lùng mình ở trong đấy. Nhiệm vụ của mình thì phải làm thế nào để có thể thoát được khỏi cái khu này. Ok, hôm trước thì tôi đã đi qua được cái con mặt mặt trời với mặt trăng cái gì rồi ở trong cái khu chơi của trẻ em rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem là thử thách nào đang chờ đón chúng ta. Ok, và con tiên là dùng game. Giọng anh bị khàn quá thế à? Không, em ơi, anh là fan của anh DVH. Cho nên là anh đang tập luyện để giọng anh nó khàn em. Khàn hát nó mới hay, gơ nó mới thích em. Chứ còn bây giờ mà giọng như bình thường thì nó bây giờ gái nó cũng thích em ạ. Giọng mà trong trẻo bây giờ gái nó bảo là sẽ gầy. Bây giờ là mình phải có cái chút đấy nó khàn khàn, em hiểu không? Khàn khàn. Rồi, hôm trước là mình xong lại rồi đúng không? Bây giờ mình đi ra như nào nhỉ anh em nhỉ? Hôm trước là xử lý được cái con mặt trăng mặt trời đấy rồi. À đây, mở cái này thôi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Nó đuổi nó ra khỏi đây anh em ạ. Nó bảo mày đã bị đuổi khỏi nơi này. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, kêu. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Gì mà gớm thế? Nhảy, 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 nhảy vào đi. Ờ, con kia mày làm cho gì? Mày làm cho gì? Mày bắt tao á? Tí nữa tôi bị nó bắt anh em ạ. Mày quá. Ai muốn ăn kẹo? Ai không muốn ăn kẹo nhá? Nào con cá sấu phải tránh đường ra. Để ý thời gian cuối mỗi giờ thì cần phải đi đến cái địa điểm để sạc. Nếu không mình sẽ bị bắt. Những cái điểm sạc thì nó được đánh dấu ở trên map. Điểm sạc đâu, map đâu? Có thấy cái map nào đâu? Map đâu? Map bên nào nhỉ? À đây, map đây. Bố qua em nhìn, à đây đây, có điểm, đây 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 đây, rồi rồi, nhìn thấy rồi, nhìn rồi, nhìn rồi. Đi qua cái cửa này sang đây sẽ có. Đây. Đây rồi. Điểm sạc đây rồi. Tuyệt vời. Đã sạc xong. Khiếp, bên ngoài chúng nó tung tăng trông có kinh. Sạc xong chưa? Sao pin của mình vẫn đầy mà? Ừ, thế làm nào giờ ra khỏi chỗ này? That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit. Anh không chú không nhìn thấy cô coi như là thỏ nhìn vừa đi qua chúng ta. Ừ, chú không nhìn thấy. Chẳng có con thỏ nào nơi này hết, không có con thỏ nào đâu cháu ạ. Thật là điên khùng. Cả nơi này đang muốn bắt cháu chú ơi. Chú thì không cháu ạ. Tại sao chú? Chú không biết nữa. Chú muốn giúp cháu. Có thể họ cũng đang muốn giúp cháu đấy. Cháu không chắc đâu. Vì một lý do nào ý mà chú lại khác với họ. Thôi chết. May mà chú không tà đa, chứ không có thì vỡ mồm. Nào để xem map bổng nào. Good news. 5 tiếng nữa thôi anh em ơi, 5 tiếng nữa thôi là mình gì rồi? 5 tiếng nữa thôi là trời sáng rồi. Tuyệt vời. À, mình có thể gọi Freddy bất cứ lúc nào. Ấn Q để gọi Freddy, miễn là Freddy còn điện là sẽ được. Ok. Ảo thật ngón tay ư? Mà thấy pin của mình có xuống quái đâu nhỉ? You can access the main atrium with your new security badge. Cái này á? À đúng 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 đúng, đây thang máy đây. Ừ.
có hai đường có thể thoát khỏi đây. Rồi, một đường đầu tiên là tầng 1. Ngoài ra thì còn một đường thoát hiểm cháy ở trên tầng 3. Kiểm tra trong đồng hồ của cháu đi. Ta sẽ đánh dấu cả hai điểm đấy ở trên cái map của cháu. Có vẻ cháu chưa có bản đồ. À, bây giờ cháu phải đi lấy cái bản đồ đã. Ok. Thì lấy bản đồ có gì đâu. Ở kìa. Phải lùi ra thì cái thằng này nó mới ấn nút này được. Ok, chui vào thôi. Như Iron Man luôn. Thoát bằng tầng 1 để lấy good ending anh ơi. Yeah. Tại sao mình phải làm theo người khác để tầng 1 để được good ending nhỉ? Nhảy hẳn tầng 3 luôn cho nó máu, bad ending luôn cho máu. Anh em thích tầng 1 rồi. Thích tầng 1 thì tôi cho tầng 1 có gì đâu. Thằng máy đi lâu thế. Oh. Ôi ôi. Hi. Please take this map. Khiếp. Take a map. Khiếp nó đưa tôi ừ đây. Cảm ơn. Mày đưa tao cái bản đồ mà khiếp mày nhảy vào mặt tao như là đúng rồi ý. Cảm ơn nhá. Please enjoy. Free map. Rất cảm mình. Cảm ơn anh em Kit. Nhà phát triển con Facebook đang làm game mới đó anh. Nội dung đô thị năm 2000 đấy à? Làm thì cũng còn lâu anh em ạ. Đội đấy làm xong ấy, tôi phải nói với anh em mày, cái đội làm con Firewood ấy, họ làm xong họ còn ra bản tiếng Trung trước cơ. Xong rồi một năm sau họ mới ra bản tiếng Anh. Cho nên là phải 20, tôi đoán là chắc là phải 2023 thì họ mới ra cái phiên bản cái con game đấy, xong phải 2024 thì nó mới có bản tiếng Anh. Có nghĩa là anh em sẽ phải ngồi đây đợi họ thêm khoảng tầm 3 năm nữa. 2 đến 3 năm nữa. Game có 7 ending nữa. Mấy ending gì, ending lắm. Gì lắm ending. Đây bản đồ đây rồi. Ok. Con game này, con game này tôi phải công nhận nó tối ưu hơi kém nhá. Tối ưu hơi kém. Chả hiểu sao luôn, đi ở đây còn không bị giật mà vào menu lại bị giật thì kinh chứ. Vào menu bị giật anh em ạ. Chịu luôn. Đây tầng 1 của khu đồ ăn à? Ok, tôi xuống tầng 1 nhá. Sợ gì bad ending, chơi game để trải nghiệm mà mấy ba. Ôi dồi ôi, nói thế thôi anh em ơi. Các anh em ở trên kênh tôi mẹ nghiện good ending lắm. Sống chết cũng phải good ending. Kể cả là lên mẹ mạng xem những thằng khác chơi rồi xong mình chơi lại y hệt như chúng đó để được good ending cũng vẫn sướng. Thẩm du bắn tung tóe luôn. Làm nào để đi vào đây nhỉ? Mình không đi qua được. Đi đường nào? Ơ, có cái quà gì đây, từ từ. Xuống lấy phát. Ôi dồi. Chui vào luôn. Đang không biết đường nào anh em ạ. Ô, mình có làm được mấy con này không nhỉ? Không làm gì được. À đây có chỗ xếp này. Từ từ ở đây xếp phát đã. Tính sau.
chơi trải nghiệm nhưng mà ông có bao giờ chơi trải nghiệm hết, miễn ông và bạn gấu sống là tôi mừng. Thế là anh em tôi nghĩ là con gấu này oẳng rồi anh em ạ. Thôi thế là con gấu này oẳng rồi. Mà tôi đéo hiểu rõ lắm nhá. Anh em muốn good ending em chỉ cần lên YouTube phát anh em xem. Good ending phát là anh em bắn tung tóe mà. Sao cứ phải tôi cứ phải chơi phải được good thì mới được nhở? Tôi cũng thấy nó hơi lạ. Hay là mình lên trên nhỉ? Good news. It looks like the door to El Chips is open. Đúng đây rồi đấy. Tôi thích như thế đấy. À thế rồi. Ừ đúng nhỉ. Mình có quyền thích mà, đúng không? Ừ, đúng đúng, chuẩn 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 chuẩn. Anh chơi good ending đi chứ không em không ra được. À thế yên tâm em nhá, yên tâm được thế thì vì em ra đấy. À nó bảo là mình đang đi vào khu vực mà không có tín hiệu của bản đồ nên sẽ không đến cứu tôi được. Mình cần phải đến update cái mini map ở trong phòng bảo vệ. Ok, thì update. Đợi con nào đi đã. Nó bảo tôi vào update ở trong phòng bảo vệ à? Chắc chỉ có chui vào đường này thôi. Nhưng làm thế nào cho cái con khốn nạn này nó đi chỗ khác đấy? À, mình đi chỗ khác đấy. Tao đấm như vỡ mồm bây giờ. Rồi, xếp đã. Cứ loanh quanh chơi đây anh em, lo gì. Cứ loanh. Well done, Gregory. You are in the East Arcade. You should be able to get to the prize counter through the security office. Look for the door with the security badge symbol on it. Quân thứ hai đúng không? Game thì giật tung cái đít. Cứ đang chạy tự nhiên là bị khựng, không biết là khựng vì cái lý do đéo gì. Ê mày lạ. Cửa cuốn số 2 ở đây này. Con kia nó ở đằng ngay đằng này rồi này. Ôi. You're the best. You will find him first. Có cho tiền thì không tải con này về. Có cho Crack không tải. Ôi anh em đừng có văn vở. Miễn phí thì tội gì không chơi đúng không anh em? Đây cửa cuốn số 2 đây. Nhìn cái cửa cuốn số 2 rồi đi về phía bên tay phải. Ok nhé, làm theo đúng lời anh em này. Ôi rồi ôi đây. Mẹ đây rồi anh em ơi. Bít bít lên anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ủa cái gì đấy? Con gì đây? Thôi 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 thôi. Mẹ Poppy Playtime à? Ôi cái bụi gì đấy, cái bụi nhện kinh thế. Ơi mẹ Poppy Playtime à? Thôi tông ra, thôi 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 thôi. Yes, found it. Tí thì chết. Giật thế anh ư? Con game mà tối ưu. Phải nói là bố của U học. Đúng không? Không lúc đấy chưa giật đâu. Cái lúc mà con kia nó bắt mình nữa.
Cái lúc con kia nó bắt mình thì hơi giật. Quả lúc bình thường tôi không thấy giật lắm. Ở trong phòng có đóng được cửa đéo đâu. Freddy, I don't know what happened. Anh em bảo đóng cửa phòng đóng thế đéo được. Do not panic. That office is now on lockdown. I can deactivate the alarm, but it will take some time. À đây. Ừ đóng rồi. Tôi đóng rồi, chuột. Đóng rồi. Đóng rồi. Xem camera. Mình đóng khoảng thời gian là pin nó sẽ tụt đúng không? Ôi mẹ, sao camera bên ngoài có soi được cái gì đâu? Không có ai thì mở cửa nào mở. Lấy pin đi. Mở, lên pin đi. Lên đi cho tao nhờ, lên đi, sao lên chậm thế? Lên đi. Này không lên rồi. Nó chỉ có xuống thôi chứ không lên. Mẹ thế. Freddy cái làm gì mà lâu thế? Ôi giời ơi! Cái này mình phải đóng ít thôi. Mà sao tôi không đóng mà vẫn thấy pin nó tụt nhá? Không đóng cửa vẫn thấy pin tụt. Thế nào? Vẫn thấy tụt luôn nhá. À pin chung của hai cửa. Pin chung của hai cửa. Đúng rồi, nó là pin chung của hai cửa. Bình tĩnh. Cảm ơn Thùy Dung. Mở đèn chắc thoải mái cực dã, chẳng cần mở đèn nữa mà nhìn được mà.
Một đóng một bên, nó vẫn mẹ rút pin của mình như đóng hai bên luôn. Đóng anh em Thùy Dung. Xem chú sở chim cái gì, quý vị vui, cháu vui, chú vui đéo đâu. Chết tôi rồi. Ông gấu nhanh lên, tôi nhớ ông gấu ơi. You can't outrun me. Ông gấu ơi, là ông gấu. Ôi ôi. Hết miệng pin rồi. Thôi, ngồi đây thôi. I'm the best. Thôi 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 thôi, đúng thời gian rồi các bạn, kịp rồi. Kịp rồi. Cảm ơn Thùy Dung. Cút thôi. Cút thôi. Cút thôi. Cút thôi. Cút. Cút. Cút thôi. Ơ. Cái đéo gì? Sao tôi tụt bại xuống dưới gầm ấy rồi? Lỗi mẹ mắt, tụt bại xuống dưới đất rồi. Cảm ơn anh em tiền. Pha đấy mình phải xếp. Không mà cái tôi có một cách khá là hay, đấy là mình trốn vào trong này lúc mà hết giờ ấy. Trốn vào đây này. Là cái quả kia là nó còn bị lỗi cửa nhá. Cái pha kia anh em để ý nó còn bị lỗi cửa. Ta một bên cửa nó vẫn đóng. Cảm ơn Thùy Dung đợi dọn dăm sờ cây để đốt cho chú, ai ngờ hụt thế à? Freddy, nào vừa rồi còn lỗi cửa này nó không mở nhá. That office is now on lockdown. I can deactivate the alarm, but it will take some time. Lại bức. Ô tổ. Chúng ta có 3 phút tất cả. Are you hungry? Thôi được, cố gắng được. Bên trái có chỗ không? Đấy là sạc điện cho đèn pin anh em ơi. Đây có cá sấu này. Cào cửa này. Cảm ơn Dung. Ừ, em phải trốn chứ cháu. Không trốn vỡ mồm à? Trốn chứ, trốn chứ, trốn chứ. Con này nó còn phá cửa, nó ngồi phá cửa, kinh phết. You can't hide forever. Ừ.
đứng đấy à? Ở cạnh ơi, 40 giây nữa. Ủa, nó đập cửa kìa. 40 giây nữa thôi là xa nhau rồi. 30 giây. Hết rồi, đóng vào đây rồi ngồi vào đây thôi. Cái mẹ chúng mày. Mày làm gì chúng mày làm? Hết thời gian đi. 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11. Sao cửa không mở? 8, 7. Sao cửa không mở anh em nhỉ? Hết điện pin rồi các bạn, sao cửa không mở? Hả? Thế là thế nào? Ờ, cửa đéo mở luôn. Ờ, làm nhau gì luôn? Xếp bẹ game luôn. Ờ, ờ, làm nhau gì luôn? Ờ, mày dám bố láo với lại coi như là bất man thức thứ nhất à? Thôi chết, tôi chạy ngu thôi. Không sai game ạ, mình xếp rồi. Quan trọng là mình xếp rồi. Không lo lưng. May mà tôi tỉnh, ngồi dậy cái mình xếp ngay. Nên bây giờ mình chỉ có phải ra ngoài tìm đường mà chạy thôi. Cút thôi. Go to the back of the prize counter. The fire escape is in the VIP room. I bet you don't even. Ôi! Mia! 2-3 con liền anh em ơi. Mình mà không xếp chỗ kia thì đúng là. Nào chúng nó chơi đồng thế. Một con đằng kia, còn con này đứng trục sẵn đầu này. Nhưng mà tôi nghĩ là một cái trò chơi mất dạy rồi anh em ạ. Tôi vừa nảy ra một cách chơi mất dạy. Cách chơi cực kỳ mất dạy nhưng mà cũng hiệu quả. Anh em biết là trò là cách gì không? Nhìn tôi làm cho xem này. I bet I'm your... Bắt tao đấy. Bắt tao cái. Bắt tao cái. Thách chúng mày luôn đấy. Bắt hộ bố mày cái. Sorry nhá, anh đi đây. Bố đời mà. Ao trình không? Chị kia cứ đi trực cửa kia thì em phi em chạy 10 năm rồi. Bây giờ cửa nào nhỉ anh em nhỉ? Đây rồi. Cút thôi. Gì đấy? Đéo gì game idiot à? Đéo thế nào? Cái đường nào? Đường nào anh ơi? Nấp đã. Đây 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 đây. Không phải. Xếp đây rồi. Ai ơi, tôi chết tôi rồi, tôi chết tôi rồi. Tôi xếp chỗ này xong rồi thì giờ thế nào đây? Vừa mới xếp sau bị nó bắt thì có khi thành coi như là bị vòng lặp luân hồi rồi. Thôi chết tôi rồi. Con này như nó teleport quái ra hay sao anh em ạ? Nếu tôi không nhầm là cái cơ chế con này là teleport quái ra. Cái lần mà tôi rơi xuống dưới, anh em có nhớ cái lần mà tôi
tôi bị ngã xuống dưới lòng đất không? Ngã xuống lòng đất rồi mà nó vẫn tê lê con quái kia ra trước mặt mình bắt. Chứng tỏ là con kia mất dậy. Chơi cho bẩn thỉu. Đây rồi, cửa ra đây rồi. Hơi khốn nạn nhưng thấy chú sợ làm cháu vui. Cháu thế nào, cháu Dung thì thích thể loại hardcore à? Đây rồi, chắc đúng đường rồi đấy. Đường này đéo đâu. Xem chú chơi game kinh dị giải trí. Ui xôi, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Cháu ơn quá. Bây giờ đi đường nào? Không biết. Vẫn giật anh em ạ. Khổ. Vẫn giật mẹ luôn. Ai bảo anh bố này quá làm gì trong game. Bọn làm game nó sợ. Không, vì tôi làm game mà. Nên tôi biết những cái vậy. Không có cái đồ nào ở đây để mình lấy. Cửa nào? Cửa này có đi vào đâu? Cửa này nó chặn trước rồi sao mà vào được? À ờ đúng rồi, đúng đúng, đúng. Phải đi gần đây mới được. Đây là cửa thoát hiểm cháy đây. Nhưng mà phải vào mà phải được VIP cơ thì mới được. Bây giờ phải tìm phòng VIP. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi, cái gì đấy? Sao con này nó ở đây rồi? Ôi chị ơi, mẹ game lại còn có cái trò là phải đi đến đúng cái chỗ trigger. Ô tổ game mẹ. Rồi yên tâm, còn chả tuổi gì đâu. Tao này. Bắt đầu tao cái. Hộ cái. Hộ cái. Hộ cái. Hộ cái. Hộ cái. Hộ. 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 Thôi chết rồi, tôi vào đây tôi bị kẹt không lã được rồi. Thôi chết rồi, mình vào đây mình cũng kẹt mẹ nó rồi. Khổ quá, bắt em chị ơi, bắt em. Bắt em đi chị ơi. Thôi chết, tôi vào đây là mình bị kẹt rồi. Đúng là gậy ông đập lưng gọi đâu đấy. Đây 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 đây, không không không, chưa kẹt, chưa kẹt, chưa kẹt, chưa kẹt. Chưa kẹt, chưa kẹt, chưa kẹt. Ờ, chưa kẹt cơ. Ờ. Đéo kẹt cơ, ờ, đéo kẹt cơ, ờ. Tao này. Nhìn tao không? I bet I'm your favorite. Con mù nhìn tao không? Ờ. Này thì chọc chọc mạnh luôn. Bây giờ làm nào ra khỏi đây nhỉ? Từ đây 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 đây. Quay đường này. Tập đi. Con game bây giờ đối với tôi chỉ là DBRR. Từ từ đã, để tôi xem bây giờ nó bắt. Con kia nó bắt mình phải quay lại. Nó bắt tôi phải quay lại chỗ nào nhỉ game nhỉ? Tám tuổi nên gọi là chú hay là anh? Úi xời ơi, hóa ra là Dung 18 à? Anh thôi nhé, Dung nhá. Anh 22, em. Anh 22, Dung nhá. Ừ.
Anh em thôi, theo tình cảm em nhá. Tìm thang máy hả? Ok. Đâu ấy? Ôi, không nhảy được kịp cái bàn thanh toán kia anh em ạ. Sao nó nhìn thấy mình nhở? Chỗ này nó đâu có nhìn thấy mình. Ok chú, chết lại chú rồi. Ôi tôi xong tôi rồi. Xong rồi anh em ạ. Anh em có biết bây giờ là như nào không? Vòng lập luân con nhà bà hồi. Và kết thúc rồi. Deadlock. Give up. Đừng có hòng mà deadlock với tôi. Nói thẳng một câu cho nhanh. Bắt hộ tao cái. Bắt tao hộ tao cái. Được. Bắt hộ nhau cái. Được. Ôi trời, bắt được à. Nó bắt được à. Khốn ra. Thế con đồng trống không cái chứ là. Không sao. Are you hungry? Kiều sẽ chạy vào trong này. Tốt rồi. Hai con cũng bị tôi lừa chạy trong đấy rồi. Giờ mình thoải mái kiếm cái gì thôi. Thằng mày đâu? Có phải chỗ này không? Nó phải mới đâu chứ. Thằng mày chỗ nào? Mẹ cái lão Fred đi, có cho tôi biết thằng mày chỗ nào không? Thằng mày đi rồi. Không phải thằng mày đây. Mày mày đâu? À, chưa trích gơi cửa kia à? Mà do mình chưa trích gơi cửa kia cho mình không vào cái thang máy được. Đúng. Không, nhưng mà trích gỡ được cái cửa kia rồi sẽ ok. Tôi quên không trích gỡ cửa kia thôi. Tưởng chú tôi giỏi lắm ai ngờ. Quên chưa trích gỡ. Này trích gỡ là sẽ được. Chứ còn ra đúng cái thang máy là chỗ đấy đúng không? Mình chưa trích gỡ, chưa trích gỡ. Được. Trích gỡ thì trích gỡ, có gì đâu. Found the fire escape.
Unfortunately, I do not think there is a way to reach it without becoming a VIP. It is not a very good emergency system. Được rồi, không phải nói nữa. Tao biết rồi. Freddy, the doors are all locked. I can't get out of here. Get to the elevator. Find a safe path on your fast watch. Chị đấy thì đơn giản. Chị đấy chỉ cần vài đòn cơ bản là chị vỡ mồm ngay. Đòn cơ bản đầu tiên là đòn này. Chị ơi. Chị ơi, em ở đây. Nhảy cho trọi này chị ơi. Nhảy giúp em cái. Trang ơi, vào đây với anh Trang ơi. Ô cái con này. Hey kid, come on out. We're only trying to. Này. Nhìn tao chưa? Này. You are nothing. Tốt. Nhảy lên. Ôi, đúng cái lúc cần thì nó không chảy được. Chết tôi không, tí chết. Ờ. Tí vẹo anh em ạ, tí vẹo. Để dành ít vốn mai luyện đi ngủ với cháu. Ngủ đi cháu, bố mẹ buồn. Tao này. Nó mù rồi anh em. Nó mù rồi. Hả? Tao đi đây. Con mù. Ờ. Ôi trời. Mù thế thì sang năm bắt được anh em ạ. Keep searching. He can hide forever. Năm sau em nhá. 3 tỷ năm nữa em. Cháu đã ngủ đâu ạ thế à? Ừ thì thôi, thì thức thức với cháu. Cháu ngủ thì thức thôi. Bây giờ phải dụ cái con này nó đi hết cái đường ở đây. You're the best. You will find him first. You can't hide forever. You can't outrun me. Nào nhảy lên. Nhảy nhanh lên. Yêu cái lúc thì nhảy được, lúc thì không bực tên. Nhảy được cái lúc thì nhảy được, cái lúc thì nhảy được, cái lúc thì nhảy được, cái hết lực à? Bực hết cả cửa mình. Lúc thì nhảy rất đơn giản nhé. Nó không hiểu sao nó bay lên được. Tự nhiên yếu sinh lý. You found the fire escape. Unfortunately, I do not think there is a way to reach it without becoming a VIP. It is not a very good emergency system. You are lucky there is not a fire. Phải là chắc là do tôi nhảy chưa đúng chỗ. Freddy, the doors are all locked. I can't get out of here. Get to the elevator. Find a safe path on your fast watch. Bú đá thái tử, lại cả bú đá thái tử. Đâu, tôi check lại cái chỗ nhảy xem nào. Đúng rồi, ơ. Không, nó phải có một cái chỗ nhảy đây. Không phải. Sao bây giờ không nhảy được nữa? À đây đây đây. Nó là kiểu random ý. Có lúc sẽ nhảy được, có lúc không.
You can't hide forever. Ai đi đây em này. Sneak away, little coward. Ha 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 ha. Ôi, đánh. Thế mới đau chứ. Hóa ra là nó chưa ngoảnh lại. Em cứ tưởng chị mù. Đang gáy cười điệu cười bác học điên. Chơi đàng hoàng đi anh ơi, thì đang đàng hoàng đi còn gì, phải dụ con này vào đây thì mới đi tiếp được chứ. Unfortunately, I do not think there is a way to reach it without becoming a VIP. It is not a very good emergency system. You are lucky there is not a fire. I have lodged a formal complaint. Freddy, the doors are all locked. I can't get out of here. Get to the elevator. Find a safe path on your fast watch. Búa bên đây này. Lần này tôi chơi theo kiểu ăn chắc mặc bền. À, ăn chắc mặc bền thế thôi. Ờ. Này tao này. Ờ, ờ. Tao đấy. Bắt hộ tao cái. Bắt hộ anh chị cái của anh cái mấy. Em yêu của anh ấy. Bắt đi. Giỏi em bắt đi. Bắt đây đi. Ơ. Làm nhau gì lớn. Anh đây này. Anh đấy. Bắt anh đi. Đúng rồi, ra đấy đi. Anh chạy vào đây luôn đó. Em ngu chưa? Xin lỗi em luôn. Sếp. Anh em yên tâm. Con kia coi như bị tôi nhốt ở trong kia rồi. Nó làm sao ra ở đây nữa. Quá nhẹ nhàng. Ok. Free map. Free map. Ngon. Thank you. Thank you Vitamil. Ôi dồi ôi, tôi chết em chị xinh. Chị xinh đẹp. Ôi dồi ôi, chị xinh đẹp. Ôi được đấy. Thơm luôn. Tuyệt vời. Xinh thế nhỉ. Where am I? Look at all this. Mình đang ở đâu thế này? Freddy? Freddy, are you there? Freddy, chú có đấy không? I'm trapped. Cháu bị nhốt rồi. À, chị Vanessa. Chị biết tên em rồi đấy. Em gây chuyện hơi nhiều đấy. Đây không phải là cái đêm mà em làm tốn thời gian của chị đâu. Em ở đấy và đợi nhá. Cho đến khi nào bố mẹ em với cảnh sát đến, em hiểu chưa? Úi dồi. Thôi ở lại đây ngủ luôn đi cho nhanh nhở. Ngủ luôn đến sáng luôn là bố mẹ đến là xong. Nhưng có gì cảnh sát đến thì cũng chỉ cười bảo ban mình tí là xong. Mình chỉ là thằng trẻ con làm gì đâu. Đùa anh em. Ai làm gì đâu. Ôi sao cái gì đấy. Cái này hiệu ứng gì mà kinh này. Ôi mẹ. Con gì đây. Ôi dồi. Ôi ơi! Trời! Vanessa con này bị tâm thần. Nó bắt trẻ em bỏ vào máy làm thành thú máy. Thế à?
Thế bây giờ nó khóa sạch cửa rồi, tôi vào làm nào? Hiếp. Có con thỏ. Nó khóa sạch cửa rồi, tôi làm nào? Where am I? Look at all this stuff. Chắc phải có cái ven nào nhỉ? Chắc phải có một cái cửa ven nào đấy. I'm trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. Đây ban đầu con này đang nói bình thường. Ban đầu đang nói với mình với một giọng rất là bình thường. Đây nó đang nói giọng mình bình thường, xong đoạn sau nó biến chất thành cái giọng cái con gì đây? Ấy. Đấy chính là con đấy đấy anh em, Vandy chính là con đấy đấy. Ấy. Sủ tô. Vấn đề bây giờ đường ra đâu? Mở hộp. Được rồi, tôi biết để mở cái này. Nào, có phải là ấy? Mở cái này như nào? Đây rồi. Rồi. Con đấy đóng vai con thỏ anh em ạ. Con bệnh hoạ. Ấy, chồng. Úi dồi ôi, khiếp tung tăng. Úi dồi. Tung tăng ngớm nhé. Nó cho mình uống thuốc rồi hả? Cút thôi. Đây rồi, phép đi đây rồi. Gregory, chú ơi giúp cháu với. Con thỏ nó tìm cháu chú ơi. Nếu cháu nhận được tin nhắn này. À đến tầng 2. Mình có thể sử dụng vài cái hộp để có thể nhảy qua cái chướng ngại vật để tìm nó. Được, cháu nghe thấy chú, cháu đi đây. Ok. Giờ mình lên tầng 2 nào, bấm nhanh lên. Mai Linh đi tìm Oni-chan đấy. Sao gấu không bị ác xuống mấy con kia? Gấu này tôi nhập anh em. Gấu kia bị con Vanessa nhập, gấu này bị tôi nhập. Nên là gấu này rất tốt. Anh em hiểu không? Tầng 2 đây. Nếu tôi nhớ nhầm, đằng kia có chỗ xếp, đúng không? Đấy, từ từ. Dây xếp phát đã cho. Cái gì đấy? Khiếp. Không gọi gấu được anh em ơi. Con Freddy nó bảo bây giờ mình phải xếp mấy cái hộp để nhảy qua mấy cái chướng ngại vật, tìm mấy chỗ nó thì mới được. Không gọi được. Mấy con kia nhận lệnh Vanessa là tính vật chính. Con gấu ban đầu bị lỗi nên không phải nhận lệnh. À nó bị lỗi hả? Ờ nó bị lỗi, đúng rồi, đúng. Tôi nhớ rồi, nó bị lỗi. Anh đoạn đầu nó bị hết pin cái gì đấy, thế nó phải vào tạm trong phòng kia. Thôi anh em ạ, tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Cũng 2 giờ sáng rồi. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp chị Thỏ nhá. Hôm sau chị Thỏ sẽ biết thế nào lễ độ với tôi. Hôm nay tôi tạm thời tha chị Thỏ. Hôm sau tôi sẽ xé toạc bộ đồ Thỏ chị đang mặc trên người nhá. Tôi xé toạc ra. Tôi xé tung tóe ra luôn. Nó chị không còn cái thứ đồ gì chị mặc để chị cosplay luôn. Nói một câu thế cho nhanh. Rất cảm ơn tất cả các anh em theo dõi, chúc anh em có giấc mơ đẹp. Bye bye. See you again. Bye bye anh em. Bye bye.